cả ông được cũng được. Hả? Ăn chân gáo. Ăn chân gáo. Không được, không được. Gọi một cái chân gà. Mấy cái chân gà. Cao nhá. Tao còn trăm mốt để đấy ăn thế nào cho hết. Cháu đúc nhá. Cháu hoa sơn. Rõ ràng là nổi ba người xem hiện đúng một người. Được anh ơi, ra đây ăn không mọi người? Chào Nãm nha, Nãm ơi. Mày thả nhiều tim vào ra kèm. No, ăn chẳng ngon. Ở Hà Nội. Nếu bảo thì xào lâu thế, tao thèm quá. Chào vô nhầm người. Gì ấy à Tám? Mê Ninh nhá. Chào Kiên Tâm Đảo nhá. Mai em đếm xin mẹ em tiền anh Hoàng ơi. Đón ta mê. Đón ta đi chơi mê. Chào Tiến nhá. Ê, lỗ đây. Ăn nó có cần. Đón ta đi chơi mê. Kiên Tam Đảo, làm gì mà dẻo đấy. Chào. Anh Hà ơi, ăn nó không? Ăn mới Tiến thôi sang đây. Thế nào hả Hà Lãm? Tao nhớ mày. Thằng Huỳnh đâu? Đại ca mày đâu? Nó vừa đi với gái rồi. Tao đang ở quán này. Đang đi gái quá. Giờ này tao vật vã quá. Tiến ơi, thông cảm cho Hoa Hoa bị ngã xe nhá. Sang được. Mẹ đi ăn đéo rủ tao đi. Ăn không Nãm ơi? Đi ăn đéo rủ tao. Hả? À? Thứ tư tao lên xong đi ăn nhá. Cái gì tao ăn mẹ? Chó. Thôi ăn đây. Thứ tư lên nhá. Mày cứ ăn đi, mày quay cho tao xem mày ăn đi. Không. Mẹ ăn ngon, mày giáo cho tao xem. Chào.
quần đi được đấy. Thôi ăn cái đã.